Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Bang rồi. Chào bạn. Đây, sau mấy ngày đi thuê mày mọi người nhá, thì mày cũng đã về đến nơi bản đấy rồi mọi người nhá. Đây, đây. Về về. Mình có xuống được không? Có xuống được không? Đèo núi này. Thế mà mang cái này là. Rápido. Ah,
Chủ máy đang đi tìm cái đường nào ra thuận tiện để máy xuống đấy, chứ vì cùng xuống là cả một vấn đề đấy, vì nó nằm ở dưới kia rất là xa. Ở bên này là họ không có cái máy cày nhỏ như Việt Nam đâu các bạn. Ở Việt Nam mình có cái máy cày là quay này, nhỏ này, lái này, rất là đơn giản này. Nếu mà bên này có thì chắc chắn anh em mình sẽ cũng cày được đấy. Cái máy đơn giản mà, cái cày bừa đơn giản mà, nhưng mà bên này chỉ người ta dùng máy to này các bạn. Nói đến chuyện cày là anh em mình cũng cày được tất cả bạn. Mọi sân, mọi vấn đề. Mình ở nhà ngày xưa toàn đi cày thuê các bạn. Nên là cũng biết nhiều máy này là mình chịu. Máy bên này rất to mà. Máy này to lắm. Chỗ phim à. Cái gì nó không to, cái lốp nó không to này. Ừ, lốp to hả? Cái xe phên đều đấy. Lốp này chúng rất là bình thường. Lốp này làm cái lốp này mà... Làm cái gì vậy? Tâm đi. Tây. Cái này có sắm này. Có này, có sắm. Cái này phải 4 cái sắm này. Cắn mới cắn được rí chứ đúng không? Một cái chế, mọi chế cái to ai. Cái này to thì phải 4 sắm. Người to ai, ruột to ai. Người nhỏ, ruột nhỏ ai. Cái này là ở ta là hợp tác xã này đi cày, có máy cày hợp tác xã này đi cày các nàng này. Yên xin vậy sao vì terra a minha faia é não é que aquele que levanta é aquele de puxar quando estiver a puxar vou por aqui a máquina está aqui ele lá em terra lá ele não pode trabalhar aqui tem que ser mesmo manual as enxadas isto mesmo é que tem que trabalhar isto. Limpa primeiro aqui, a água corre, o povo começa a trabalhar. Se não, tiver, não tirar esta água, porque a água vai no rio, produto, nenhum produto vai dar. Okay. Então limpam isto, talos para lá, comunica a água, tudo isso tem que ficar seco. Passa manual, começa a trabalhar. Se o produto vai ficar com a água, vai ficar muito com a água. Fica muito bom. Agora sim, mesmo assim, conforme está molhado, produto não vai dar. Não vai dar. Não. Mas é muito grande, velho. É? Mas é muito grande, não é? A máquina é pesado. Pesado. Depois lá em cima, ou aqui essa parte, tá tudo bem, não tem problema. Aqui não dá. Não dá. Não dá mesmo. Não dá. Já, não está aí. Pessoal, posso já começar a trabalhar já? Ou começar a cavar ou limpar aqui, não tem problema. Ok. Estamos atrasados, estamos a falar muito, não dá. Então, tempo é para trabalhar, vamos já fazer isso. Já? Então, fica um pouco. É, mas ganha-te, aí lá.
thờ mãi cái cũng là đến đấy đó, là bảo là từ trên kia mà xuống đấy là không có đường để xuống, mà xuống như này là cái đường đôi đôi côn côn nhiều đúng không mọi người, mọi người nó có rành nữa là mãi không không cài được, mà trên là xuống đấy là không xuống được, nên là bây giờ phải chấp nhận thôi anh đâu này. Nói chung là giờ anh em mình muốn giúp người dân mà máy giờ không xuống được thì cũng là giờ đấy mà cuốc tay thế bây giờ. Thì bây giờ đã làm ăn là phải chấp nhận thôi. Nói chung là để thành công thì người ta bao giờ cũng phải qua thử thách. Nhưng mà cái thử thách này của ta là hơi lớn lên này. Giờ cũng, cũng phải đồng viên ủng hộ người dân là cái làm cũng người dân để mất cuộc thôi. Còn đây là máy đến, máy là đến đến kia rồi mọi người nhá. Là này, máy là ở đến kia mà không không xuống được thì bây giờ phải chịu. Hey. Giá thật. Giá cuốc. Cuốc thì chắc phải tuần. Thì cái máy này nó to quá các bạn ạ. Bên này họ không có máy nhỏ cơ. Không có máy mini như Việt Nam. Bên này có máy mini như Việt Nam thì cứ cầy đừng ôn một xong này. Cuốc mình san này đơn giản. Có mấy ngày đi thuê máy. Giờ chờ máy về được thì máy này không xuống được. Thử thách hơi lớn đấy. Không biết ngày xưa vẽ cái gì ở đây. Ôi, hình chữ nhật, hình tam giác tròn tròn này, tam giác rồi vuông này, chữ nhật này. Đáng thật, bây giờ không xuống được máy. Bác thơ máy nói này ông, đấy là không xuống nữa đấy, nhưng mà xuống là cùng khó cay quá. Đi ô đi, như có đôi núi đấy mọi người nhá. Không biết ở giữa những cái côn này không biết có đá tảng giữa thì không biết đúng không? Vì nhiều lúc là thấy ô thế này, nhiều khi có cái đá tảng đấy đúng không? Như thì mọi người anh em mình cũng là muốn giúp đỡ người dân hết cỡ, là mấy ngày nay là anh em mình đi thuê máy. Vì ở cái huyện này máy chỉ được 1 đến 2 cái là của bác này, thì cùng đồng ý là hẹn mấy ngày đấy, thì hôm nay sáng anh em mình đến sớm là cùng bắt cóc được bác đấy là phải đi về anh em mình. Mà bây giờ đi về đến nơi bản là không cài không xuống được. No, đây, giá thật. Buồn này các bạn ạ. Nói chung là người dân, anh em mình nói với người dân là cày thì chỉ một ngày là xong thôi. Người dân làm cỏ rồi là trồng luôn đấy. Mà bây giờ không cày được, người dân chắc rất là buồn. Nhưng mà thôi cố gắng. Có thất bại mới có thành công. Này, ban đầu. Thì bây giờ mình cùng bạn này bác cần hơn luôn đúng không? Sí. Yeah, así máquina ya está, ya está ahí. Está bien. No consigue venir aquí para hacer cavar. Sí. Y ahora y va a hacer como. No vamos a trabajar mismo manual. Ah, va bien, thôi này. Sí. Không được thì cuộc. Sí. Vay, vamos a trabajar mismo. Cavar, ¿eh? Sí, sí, vamos a cavar mismo. Okay. Sí. Sí. Pues un nema. Sí. Ah, mañana, vay. Avisa tú lo peso que sí. Le tiempo que le dia. Sí. Que aquí fica junto. Sí. Vay, cavar. Vamos a ayudar, cavar. Sí, ayuda a cavar. Está cierto. Está bien. Cùng với nói bác trưởng thôn này mọi người nhé. Mày đến đây thì cùng không xuống là cùng buôn. Thì hôm nay thì video này thì anh em mình lại thuê máy về đấy, nhưng mà không xuống được để cày mọi người nhé. Thì chắc là phải ngày mai bắt đầu huy động người cuốc. Và video hôm nay thì anh em mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay, video này có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like và nhớ đăng ký kênh Ẩm thực Châu Phi Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Chào cảm ơn. Alleluia. Muy bien. Yeah. Yeah. Bây giờ mình còn. Dạ vậy mày bây giờ đi về mọi người nhá. Không cay được là đi về đây. Thất bại trở về. Buồn hề. Thất bại trở về.